Trong tháng 2 năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.040 hồ sơ và 100% hồ sơ đều được các cấp chính quyền thành phố giải quyết đúng hạn. Đây là sự nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Với nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính như thành lập tổ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, đôn đốc kiểm tra công vụ, Thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của thành phố Vũng Tàu luôn đạt ở mức cao. Riêng tháng 2 năm 2023, thành phố đã tiếp nhận mới 1.004 hồ sơ. Kết quả 100% hồ sơ hoàn thành đúng hạn.